Kính mời đồng bào hãy sốt sắng luân phiên nhau tuần hành cầu nguyện luyên lý, nếu được có mặt 24/24 thì càng tốt. Bằng ngược lại thì chúng ta có thể tuần hành vào ngày thứ bảy và chủ nhật thay phiên nhau cầu nguyện. Đồng bào nên nhớ rằng tất cả những hình ảnh phép lạ mà người Việt Nam chúng ta đã chụp được trong lúc cầu nguyện ở tại On County là những phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại, mà người Việt Nam chúng ta đã biết trước và đã chụp được những hình ảnh này. Và chính Thánh Giống chúng cháu đây là người đã hướng dẫn đồng bào cầu nguyện, và chính Thánh Giống chúng cháu đây là người đã chụp được những hình ảnh vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho để dẫn dắt nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Vì thế, người Việt Nam chúng ta hãy mau mắn đồng hành cùng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Do Thánh Giống chúng cháu lãnh đạo bởi sự hướng dẫn và bảo vệ cũng như bảo đảm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong ra lệnh và chọn lựa và phán bảo Thánh Giống phải làm như thế. Vì thế, đồng bào mau mắn đồng hành cùng Thánh Giống chúng cháu để chúng ta cùng nhau làm việc giải tán thế giới cộng sản gấp